xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Thì hôm nay mình mới vừa pick up được một đôi giày của Nike khá là đẹp. Thì mình muốn chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người. Và mình sẽ unbox nó ngay bây giờ và đưa ra những cái cảm nhận của mình. Ok, và đây là cái thùng đồ mình muốn giới thiệu cho mọi người. Thì bên ngoài của đó là một cái thùng giấy và nó được dán cái seal đặt bằng băng keo của Nike và cái chữ Just Do It. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình mở cái hộp này ra nha. Khi mình tháo cái thùng ship ra thì nó có cái một cái receipt của Nike đây. Và nếu mà khi mà mình mà thử đôi giày này mà mình không có ưng á thì nó có cho mình một cái label để mình bỏ lại cái thùng rồi mình dán mình gửi lại cho Nike. Thì ở Mỹ thì mình thấy cái dịch vụ về ship đồ, những cái mặt hàng kinh doanh của Nike, bất cứ nhãn hiệu nào, nó đều rất là hay vì nó có thể là free shipping hoặc là free return. Và cái thùng đây, và ở trên đây á thì nó có ghi cái size. Thì chân của mình là size 9 của nam và size 10.5 của nữ. Đó, thì trên đây nó ghi cụ thể cái size và cái giá của mình mua là 130 đô. Tất cả đều ghi trên đây hết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở nó ra mọi người. Đây là cũng là lần đầu tiên mình mở chứ mình muốn là giữ cái cảm giác mà lần đầu tiên mình mở theo cho nó tăng cái cảm xúc của mình lên. Ok, rất là đẹp mọi người, rất là đẹp luôn. Cái đôi giày này là mình đọc trên mạng là đôi giày Nike React, là cái dòng mới của Nike. Thì mình thấy rất là nhiều mẫu giày rồi, nhưng mà mình nhìn cái mẫu giày này là mình ưng liền nên mình mới quyết định là mình mua nó. Và quá đẹp, mình nghĩ là chỉ có một lời là rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ đánh cho các bạn coi những chi tiết trên đôi giày. Và mình không có biết rõ về cái tên của đôi giày vì mình không phải là dân chơi giày. Mình chỉ đơn giản là mình chỉ thích giày, những đôi giày nào mà đẹp là mình mua. Mình có tiền thì mình mua, còn nếu mà không có tiền mà thích quá thì cũng dành dùm để mua. Để mình coi thử là trên đây nó có cái tên không. Đây, tên của cái đôi giày Nike Element 55. Đó, thì cái tên đôi giày là như vậy. Còn cái nữa, mình sẽ để cái tên của đôi giày dưới phần chú thích. Thì các bạn nếu mà thích thì các bạn có thể vô cái link mà mình để bên dưới để các bạn mua. Và đôi giày này mình mua thẳng từ Nike nha, không qua một cái bên nào hết. Rất là đẹp mọi người, mình cảm thấy là rất là đẹp và cầm lên là nó cực kỳ nhẹ luôn, rất là nhẹ. Và lúc trước mình có một cái đôi của Jordan, nó cũng hơi giống như thế này thôi, hơi giống thôi, nó cũng nhẹ như đôi này. Thì mình cảm thấy là rất là ưng ý luôn á mọi người, rất là ưng ý khi mình mua được đôi giày này luôn á. Bây giờ mình sẽ đánh giá về những cái chi tiết trên cái đôi giày này. Thì nhìn qua cầm trên tay á, thì cái chỗ cái đôi giày này nó làm bằng một cái loại vải giống như là vải bố đó bạn, giống như kiểu vải bố hay sao đó. Thì nó nhìn vô là nó bóng lên liền. Và ngay những cái đường, nó có những cái đường xung quanh cái chỗ mà cục giày á, thì những cái chi tiết mà màu vàng á, chỗ cục giày này á, nó làm bằng da. Nó làm bằng da và nó sơn cái lớp màu vàng lên. Và chỗ này cũng là da. Và cái dây, cái dây thì nó hợp chung với cái màu của cái chỗ này. Mình nghĩ là đôi giày này dùng để tập thể dục hoặc là đi chơi nó rất là hợp lý. Và ở dưới cái đế, nó có những cái gai bám rất là chắc nè. Rồi bóp vô cái đế, mình bóp vô cái đế thì nó rất là mềm mấy bạn, nó mềm như là ultra boost vậy đó. Bóp vô nó lúng nè, bạn thấy không, bóp vô lúng nè. Và nó rất là nhẹ mọi người, nó rất là nhẹ luôn. Để lát nữa mình sẽ thử nó, và ngày mai mình sẽ thử đi làm nó như thế nào. Direct này là nó là dòng mới. Vào 2018 là mình đã thấy cái mẫu này rồi, nhưng mà chưa có mẫu nào mình ưng. Và giống như là mình có một cái thói quen đó, khi mà mình nhìn như một đôi giày á, nếu mà mình đắn đo mình mua á, thì đôi giày đó nó chưa gọi là đẹp đối với mình. Nhưng mà nhìn vô cái chừng 5 tới 10 phút sau á, nếu mình quyết định mình mua nó thì đôi giày đó nó mới thực sự là hợp với mắt mình. Thì đôi giày này cũng như vậy, mình nhìn vô khoảng 5-10 phút là mình lấy thẻ ra mình dứt liền đó. Thì mình cứ mua, nếu mà không thích, mình thử không thích, mình có quyền trả lại cho Nike và mình được free ship và free return. Đó, những cái dịch vụ ở bên Mỹ về giày dép nó rất là tốt ở chỗ đó. Thì cũng có chỗ là free ship nhưng mà không free return.
đôi giày này sẽ là một đôi giày rất là tốt khi mà mình về Việt Nam mình mang, vì sắp tới là mình sẽ về Việt Nam mình mang, thì mình rất là ấn tượng với đôi giày này. Về ở phần sau của cái đôi giày thì ngay cái miếng lót này chỗ này nè, ngay cái miếng lót này chỗ này mình rờ vô cái cảm giác, mình rờ vô cảm giác như là có một cái miếng dạng như là mút vậy đó, và nó rất là mỏng nha mọi người. Mọi người thấy nha, nó rất là mỏng, nó mỏng te à, nó không phải là có một cái miếng đệm như là những đôi giày khác, nó như là một miếng một cái miếng mút thôi, để nó bám vô cái chân mình, nó ôm vô chân mình, ra cái chân mình nó thon gọn. Còn nếu mà những cái đôi giày như là Jordan hay là những cái đôi giày bình thường hay khác á, thì ngay chỗ này nó sẽ có một cái miếng mút, nó mang một cái miếng mút đệm vô đó, thì cảm giác cái đôi giày mình nó dày lên. À đúng là giống là đôi Ultra, đôi Air Force One á, thì sau những cái đôi đế sau nó có cái mút để mình mang nó khỏi bị đau chân á, thì cái này thì nó làm là không có miếng mút, để ngày mai mình mang thử coi thử là nó như thế nào. À, có một cái điểm rất là hay của cái đôi giày này mà mình vô mình nhìn từ trên xuống á, mình sẽ ấn tượng với nó là ngay cái chỗ đây. Thường là những cái đôi giày bình thường thì nó sẽ làm đối xứng hoặc là làm một cái miếng lưỡi gà ở đây nó đều như thế này, nhưng mà cái miếng lưỡi gà ngay chỗ này á thì nó lại khác được so với những đôi giày khác. Đó, nó hình cái chữ V nè mọi người, đây nó hình chữ V đó, nó hình chữ V rất là khác lạ, mang cảm giác nó ôm chân mình như là đôi cánh gì đó. Mình sẽ thử nó ngay bây giờ luôn và mình sẽ review cái cảm giác cho bạn nghe. Đây thì mình đã mang cái đôi giày rồi và hiện tại là mình đang thử đây, cảm giác rất là thích luôn mọi người. Mang là nó mặc dù là ở sau cái đế nó không có một cái miếng mút, nhưng mà mang vô cái là nó dính vô cái chân mình luôn, là cảm giác như là cái miếng mút nó ôm vô cái chân mình, đi lúc mình co cái chân lên á thì nó cái gót chân mình chạm vô lại nó dính vô, nó không có bị rớt ra gì hết. Và ở trước cái mũi giày á thì nó cũng bó nhẹ vào để cho nó khít, nó bóp cái chân mình lại cho mình nó chắc, thì mình cảm thấy là mang vô cái là cái chân mình đã thon liền. Nếu mà những ai mà đang mang những đôi giày mà sợ nó to thì mình nhớ thấy cái dòng Nike Red này á, nó rất là tốt cho cái việc mà ôm cái chân của bạn, giúp cho cái chân khi mà bạn đi ra ngoài những cái chân của bạn nó thon gọn, và nhìn nó rất là năng động nha, rất là năng động, rất là nhanh nhẹn luôn. Nếu mà các bạn lựa chọn dòng này để tập thể dục thì cực kỳ tốt, vì cái đế của nó rất là mềm, bạn mang vô nó cảm giác này như mình mang một đôi tất gì đó, không phải là mình mang một cái đôi giày. Thì cái cảm giác nó tạo cho mình nó tập thể dục nó nhẹ nhàng hơn, nó nhiều năng lượng hơn. Và đó là những cái đánh giá của mình về cái đôi giày mà mình mua được ngày hôm nay. Đây là những cái đánh giá của mình trên tinh thần là một người không phải là chơi giày, mình chỉ thích đôi giày nào là mình mua đôi giày đó để mình mang đó. Thì nếu mà các bạn có những góp ý về những đôi giày khác và đôi giày mình đang mang thì các bạn cứ thoải mái comment để mình có thêm những cái học hỏi từ các bạn, để mình tạo nên một cộng đồng nó tích cực, nó phát triển đó. Thì mình sẽ up cái video tại đây và cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ những video của mình, và trong tương lai thì mình sẽ cố gắng ra những cái video nó chất lượng tốt hơn. Và cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.